Hello, it's Alicia và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cả channel của mình. Đây sẽ là cái tập đầu tiên của một cái series mới ở trên kênh của mình, đó chính là cái series Buy or Bye. Trong cái series này thì mình cũng sẽ chia sẻ với cả mọi người quan điểm cũng như là review của mình về tất cả những cái sản phẩm hoặc là một số những cái sản phẩm của một cái nhãn hàng nhất định. Và cái nhãn hàng mà được feature trong cái tập đầu tiên của cái series này đó chính là nhãn hàng Senka. Đây không phải là một cái video được tài trợ bởi Senka. Mặc dù một số những cái sản phẩm ở trong cái video này thì mình có được gửi tặng bởi Senka, tuy nhiên thì tất cả những cái quan điểm hay là ý kiến cá nhân thì đều là ý kiến của mình. Trước khi đi vào cái phần chính của cái video này thì mình cũng muốn chia sẻ với cả mọi người rằng là da của mình là loại da dầu, và cái loại da của mình sẽ không thể nào mà phù hợp với tất cả những cái sản phẩm của bất cứ một cái nhãn hàng nào. Và điều đó là cái việc hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì khi mà mỗi một nhãn hàng họ ra mắt với một cái sản phẩm mới thì họ sẽ luôn cố gắng để làm sao để đa dạng hóa cái lượng khách mà họ có thể tiếp cận. Họ sẽ không thể nào mà làm một cái thương hiệu mỹ phẩm chỉ phù hợp với những bạn da dầu hoặc là chỉ phù hợp với những bạn da khô được. Cho nên rằng là sẽ có những cái sản phẩm mà mình thích và sẽ có những sản phẩm mà mình không thích. Những gì mà mình chia sẻ trong cái video này thì đều dựa vào cái trải nghiệm cá nhân của mình khi mà mình sử dụng thử những cái sản phẩm này, và cái trải nghiệm của mỗi người đối với những cái sản phẩm dưỡng da thì nó đều khác nhau. Cho nên rằng là mọi người tham khảo cái ý kiến của mình thôi nha. Trong suốt cả cái quá trình khi mà mình lên nội dung cho cái series này thì mình luôn cố gắng trả lời cái câu hỏi rằng là đối với một cái loại sản phẩm nào đó thì mình có muốn mua lại cái sản phẩm đó không. Tuy nhiên thì đấy là một cái câu hỏi thực sự là rất là khó cho mình, bởi vì rằng là mình rất là muốn thử nhiều các loại sản phẩm khác nhau để có thể review cho mọi người. Nói chung là mặt thì có một và tiền thì có hạn, cho nên rằng là nếu mà mình mua lại bất cứ một cái sản phẩm nào đó thì nó rất là khó để mình có thể giới thiệu nhiều những cái sản phẩm mới cho mọi người. Cho nên câu hỏi mà mình sẽ cố gắng trả lời trong cái series này đó chính là nếu mà mình bắt buộc phải mua thêm một cái sản phẩm nào đó để có thể được free ship thì liệu mình có lựa chọn cái sản phẩm đó không? Đấy sẽ là cái câu hỏi mà mình sẽ cố gắng trả lời trong cái video này cho từng cái loại sản phẩm nha. Ok, không còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy đến với cả cái video này nha. Và mình sẽ bắt đầu với những cái sản phẩm mà mình sẽ mua. Trong gần một chục tất cả những cái sản phẩm mà mình đã sử dụng thử của nhà Senka thì cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà mình yêu thích nhất. Đây chính là em Senka Perfect UV Milk. Đây là một cái em kem chống nắng có chỉ số SPF 50+ và PA 4+. Đối với những bạn da dầu như mình thì mình nghĩ rằng là mọi người sẽ rất là thích em này, bởi vì là cái texture lỏng như sữa của em nó thấm cực kỳ là nhanh, và khi mà nó thấm xong thì nó không để lại nhiều những cái màng trắng, nó có hơi nâng tông nhẹ nhẹ. Đấy là một cái sự nâng tông mình thấy rằng là rất là đẹp. Về kết cấu của em này thì mình thấy đây là một cái sự kết hợp hoàn hảo giữa silicone và cồn khô. Vì mọi người cũng biết được rằng là trong những cái màng lọc chống nắng, nhất là các cái màng lọc chống nắng hữu cơ hoặc là màng lọc chống nắng hóa học, thì nó có một cái oil based, cho nên thường là nó sẽ rất là nhờn ở trên da hoặc là nó cảm giác rất là khó chịu. Cho nên rằng là chúng ta sẽ thường thấy là silicone hoặc là cồn khô được sử dụng trong những cái loại kem chống nắng để có thể tạo những cái kết cấu đẹp hơn. Đối với những cái loại kem chống nắng mà có quá là nhiều silicone thì chúng ta sẽ cần phải chờ một cái khoảng thời gian để cái lớp silicone đó được bay hơi và nó tạo ra cái lớp finish lì. Hoặc là đối với những cái loại cồn khô thì nó tạo ra cái lớp finish lì rất là nhanh. Tuy nhiên thì có thể là nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là rất là nồng nặc mùi cồn. Như mình nói, đây là một cái sự kết hợp hoàn hảo giữa cái lượng silicone và cũng như là lượng cồn khô, cho nên rằng là mình không cần phải chờ nó quá là lâu để cái lớp silicone có thể bay hơi. Và bên cạnh đó thì nó không có nhiều những cái mùi cồn khô như là một số những cái loại sản phẩm kem chống nắng của các cái thương hiệu Nhật Bản. Về màng lọc thì mình cũng thấy là đây là một cái sự kết hợp hoàn hảo giữa những cái màng lọc hữu cơ và màng lọc vô cơ. Thế ra những cái vệt trắng của Zinc Oxide hoặc là titanium dioxide thì nó không có quá là nhiều ở trên da. Nói chung là nó tạo được cái finish rất là đẹp. Đối với những bạn mà hay make up thì mình thấy rằng là em này cũng sẽ rất là phù hợp để làm một cái lớp lót, và nó cũng rất là dễ để có thể thoa lại ở trong ngày. Packaging thì rất là nhỏ gọn để mọi người có thể là bỏ vào trong túi và mang đi theo cạnh mọi người này. Cho nên đây là một cái sản phẩm mà chắc chắn rằng là nếu mình phải mua để mình có thể được free ship thì chắc chắn là mình sẽ mua em này, và mình sẽ luôn luôn là recommend em này cho mọi người. Và nếu mà để kể ra thì chắc em này sẽ là một trong những cái sản phẩm gọi là thuộc dòng top 5 những cái sản phẩm kem chống nắng mà mình yêu thích nhất. Sau em kem chống nắng thì mình sẽ phải kể đến cái bộ đôi Deep Moist này đây. Đây là những cái sản phẩm mà có chứa hyaluronic acid, rất là giúp ích trong cái việc gọi là cấp ẩm cho da, nhất là trong cái giai đoạn mà da đang kiểu bị khát nước á, thì mình nghĩ rằng là đây là những cái sản phẩm mà rất là giúp ích cho cái việc cấp ẩm và phục hồi. Trong em này thì có rất là nhiều những cái loại HA, và phải kể đến là HA vi nang, tức là những cái loại HA phân tử nhỏ, và nó sẽ có thể là thẩm thấu sâu xuống dưới các cái lớp biểu bì và cấp ẩm sâu cho da từ bên trong. Nói thật với cả mọi người thì từ trước đến nay thì mình không có quá là nhiều những cái ấn tượng với những cái sản phẩm skincare của những thương hiệu Nhật Bản, bởi vì rằng là không hiểu sao họ sử dụng rất là nhiều cồn khô trong những cái sản phẩm mỹ phẩm của họ một cách không cần thiết. Thực ra là mình không phải là một cái người ghét bỏ gì cồn khô cả, và thực tế rằng là mình rất là thích cồn khô trong những cái sản phẩm kem chống nắng. Tuy nhiên thì một số những cái loại sản phẩm dưỡng đi hay là kể cả toner đi thì họ cũng thường cho cồn khô vào, và nó làm cho cái trải nghiệm khi mà sử dụng nó khá là tệ, bởi vì rằng là có rất là nhiều cái sản phẩm của các cái thương hiệu Nhật Bản mà mình đã từng sử dụng mở ra một cái là nồng nặc mùi cồn luôn. Có thể kể đến ví dụ như là cái sản phẩm toner của nhà Albion này, hoặc là cái sản phẩm mà kem chống nắng của Kose này. Đây là toàn là những cái sản phẩm mà mình thấy ok nhưng mà nó rất là nhiều mùi cồn. Tuy nhiên thì đối với cả hai cái sản phẩm này của Senka thì mình cũng khá là ngạc nhiên khi mà trong các em này thì không có cồn khô, không có hương liệu, hoặc là không có những cái chất mà có cái khả năng gây kích ứng cao. Tức là rõ ràng là mình thấy là thương hiệu cũng đã dần dần để thay đổi để có thể là đáp ứng được với cả thị hiếu của người tiêu dùng. Đối với cả cái em HA này thực ra là mình rất là thích, bởi vì là khi mà thoa lên trên da thì nó cảm giác là kiểu thấm rất là nhanh, và nó không để lại những cái lớp nhờn ở trên da mà rất là nhiều những cái loại mà serum hyaluronic acid khác để lại. Còn đối với cả em gel cream này thì mình cũng rất là thích, bởi vì là nó thấm rất là nhanh luôn. Em này thì thực ra là nhãn hàng có quảng cáo là sử dụng như một cái loại mặt nạ ngủ, nhưng tuy nhiên thì đối với mình thì nhiều khi mình còn sử dụng cả vào buổi sáng luôn. Cho nên rằng là hai cái sản phẩm này thì chắc chắn sẽ nằm trong cái list buy của mình nhé. Một cái loại sản phẩm nữa mà mình cũng đã cho lên sóng ở cái video review về các cái loại dầu tẩy trang mà mình đã làm một vài tuần trước, đó chính là cái em All Clear Oil này của Senka. Đây là một cái loại dầu tẩy trang mà mình đánh giá rất là phù hợp đối với những bạn nào mà da dầu, hoặc là những cái bạn mà phải make up rất là nhiều, bởi vì rằng là cái độ làm sạch của em này mình đánh giá rất là tốt. Nó tốt nhất so với tất cả những cái loại dầu tẩy trang mà mình có sử dụng thử trong cái thời gian vừa qua. Tuy nhiên một cái điểm trừ của em này là nó hơi bị khô một chút, và cái dầu mà được sử dụng cho em này đó chính là mineral oil, đó chính là dầu khoáng. Thế dầu khoáng thì nó không phải là xấu, thực ra nó cũng rất là lành tính cho da. Tuy nhiên thì nó không có cung cấp thêm nhiều những cái dưỡng chất cho da hay là gì cả. Tuy nhiên thì đối với cả một cái loại dầu tẩy trang với cả mức chi phí hợp lý như thế này thì mình thấy rằng là mình vẫn sẽ có thể là mua lại, nếu mình bắt buộc là phải mua để có thể được free ship thì mình có thể sẽ mua em này, và mình cũng sẽ vẫn có thể là recommend cho những bạn mà da dầu và sử dụng kiểu heavy makeup. Tiếp theo nữa thì chúng ta hãy đến với cả em này, đây chính là cái em Perfect UV Gel, một cái loại kem chống nắng nữa của nhà Senka. Đối với cả em này thì thực sự là mình không biết là nên cho em ý vào là buy hay là buy nữa, bởi vì đây là một cái loại kem chống nắng mà rất là phù hợp đối với những bạn mà da hỗn hợp. Đối với cả da của mình thì nó có thể là nó sẽ hơi bóng một chút. Tuy nhiên thì khi mà mình sử dụng em này mà mình không sử dụng kem dưỡng ẩm vào lúc trước, mình chỉ sử dụng toner này, rồi serum này, rồi kem chống nắng này thôi, thì mình thấy rằng là da mình có một cái độ bóng mình rất là thích. Đối với cá nhân mình rất là thích kiểu da nó hơi bóng bóng, kiểu bóng khỏe như vậy á, thì mình thấy khá là thích về cái texture của em này. Và ngoài ra nữa thì nó cũng rất là dễ tán. Tất nhiên là không dễ tán bằng cái Perfect UV Milk, bởi vì cái chất này nó hơi dày hơn một chút. Tuy nhiên thì nó không để lại màng trắng gì trên da, và cảm giác cũng rất là ok. Tuy nhiên với em này thì nó lại hơi một chút châm chích ở trên da của mình khoảng tầm 5 phút sau khi thoa, nhưng mà rồi sau khi đó thì không thấy có bất cứ một cái vấn đề gì cả. Về màng lọc của em này thì mình cũng thấy rất là thích, bởi vì trong em này có tận đến 10% Zinc Oxide. Zinc Oxide là một trong những cái màng lọc vô cơ mà có cái khả năng bảo vệ da của chúng ta dưới cả tia UVA và cả tia UVB. Ngoài ra nữa thì trong em này cũng có thêm Tinosorb S và Uvinul T150, thì đều là những cái màng lọc chống nắng mà mình rất là yêu thích trong những cái loại kem chống nắng. Tuy nhiên thì em này thì nó lại hơi châm chích ở trên da của mình, cho nên rằng là nếu mà để phải mua một cái loại kem chống nắng của Senka thì chắc là mình vẫn sẽ mua cái em Perfect UV Milk thay vì là em này, cho nên chắc là mình sẽ để em này vào cái list là buy nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cả hai cái sản phẩm này thuộc cái dòng là White Beauty Serum của Senka. Đây là cái dòng sản phẩm mà có chứa Tranexamic Acid, và Tranexamic Acid là một trong những cái loại hoạt chất mà rất là giúp ích trong cái việc giảm thâm nám này, làm đều màu da này, và cũng như là ngăn ngừa những cái tình trạng gọi là hắc sắc tố ở trên da. Trước hết thì để mình nói về em này nhé, đây là cái em White Beauty Serum mà mình có sử dụng trong cái thời gian vừa qua. Trong khoảng tầm 2 tuần vừa qua thì mình có hai cái nốt mụn ở bên phía má này và nó hình thành cái vết thâm, cho nên rằng là mình thấy đấy là cái thời gian rất là phù hợp để mình có thể sử dụng thử em này. Trong cái quá trình khi mà mình sử dụng thử em này thì mình không sử dụng kết hợp nó với cả những cái hoạt chất mà có cái khả năng làm đều màu da và giảm thâm khác mà mình hay sử dụng, ví dụ như là retinoid, ví dụ như là vitamin C. Mình ngừng sử dụng tất cả những cái loại hoạt chất đó hết, và mình chỉ tập trung sử dụng em này thôi, và mình cũng ghi lại cái quá trình những cái vết thâm đó của mình được mờ đi như thế nào ngày qua ngày, để mình có thể nhìn thấy được rằng là liệu nó có giúp mình trong cái việc gọi là cải thiện những cái vết thâm đó hay không. Và đây thì đều là những cái vết thâm mụn thôi nha mọi người nha, chứ không phải là những cái vết thâm nám. nhưng cái vết thâm nám thì thường nó sẽ sâu ở dưới da hơn và nó sẽ khó để có thể là khắc phục hơn là những cái vết thâm mụn. Sau khoảng tầm 1 tuần sử dụng thì mình có thấy rằng là những cái vết thâm đó của mình được cải thiện. Tuy nhiên thì nó được cải thiện với một cái tốc độ khá là chậm so với cả bình thường. Như bình thường mình sử dụng vitamin C vào buổi sáng thì mình sẽ thấy được rằng là những cái vết thâm đó của mình sau khoảng tầm từ 2 đến 3 ngày thôi là nó cũng đã giảm đi rất là rõ rệt rồi. Tuy nhiên thì khi mà mình sử dụng em này thì mình phải thấy là 1 tuần sau thì nó mới được cải thiện. Cho nên rằng là đối với cả em này thì mình chưa thấy được cái hiệu quả của nó trong cái việc giảm thâm trên da của mình. Cho nên em này sẽ là một em mà mình sẽ không mua lại và hiện tại thì mình cũng sẽ chưa có thể là recommend được cho mọi người. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng có em này, đây chính là cái em White Beauty Serum in CC. Em này chỉ như là một cái loại kem chống nắng có cái chỉ số SPF là 50+ và PA 4+. Các cái màng lọc mà được sử dụng cho em này thì đó chính là titanium dioxide này, Octinoxate này, Tinosorb S này, Uvinul T150 và cũng như là Uvinul A Plus. Trong em này thì cũng có thêm cả Tranexamic Acid và cũng như là EAA là một trong những cái dẫn xuất của vitamin C, rất là giúp ích trong cái việc làm sáng da luôn. Đối với cả cái cảm nhận của mình khi mà sử dụng em này thì mình cũng thấy nó khá là ok. Khi mà sử dụng em này xong thì mình thấy rằng là nó hơi nâng tông nhẹ một chút, tuy nhiên thì cái chất kem nó cũng rất là dễ để tán ở trên da và nó cũng không để lại bất cứ một cái sự vón cục hay là ghét gì vào buổi chiều cả. Đối với cả em này thì mình thấy nói chung là ổn, và cái finish của nó sau khi mà sử dụng em này xong thì nó cũng hơi bóng bóng như kiểu là cái em gel mà mình có review lúc nãy, cho nên rằng là mình thấy nó cũng ổn. Tuy nhiên thì để mình có mua lại em này hay không thì mình sẽ không mua lại em này, bởi vì nói chung mình cũng không có cái ấn tượng gì nhiều lắm. Nếu mà để so sánh với em gel và cũng như là em milk mà mình có review vừa nãy thì chắc chắn rằng là mình sẽ thích hai em kia hơn, bởi vì rằng là nó sẽ phù hợp đối với cả những cái làn da dầu như mình hơn. Với những cái sản phẩm của cái dòng White Beauty Serum này đây thì mình thấy là sẽ phù hợp đối với những bạn da khô hơn, bởi vì là kể cả cái serum này hay là cái em kem chống nắng này thì khi mà mình sử dụng lên trên da thì mình thấy là nó hơi bị ẩm quá, nó hơi bị nhờn quá ở trên da của mình. Cho nên mình nghĩ rằng là những bạn nào mà da khô thì sẽ thích các em này hơn là mình. Một cái loại sản phẩm nữa mà nhãn hàng quảng cáo là dành cho da khô, cho nên là những cái bạn mà da dầu như mình chắc chắn là sẽ không thích rồi. Đấy chính là cái em kem chống nắng mà Perfect UV Essence này đây. Khi mà mình sử dụng em này lên trên da thì mình thấy rằng là nó hơi bị bóng quá và nó hơi bị trắng quá ở trên da của mình, và nhiều khi là nó còn hơi loang lổ nữa. Cho nên là nếu mà để nói về cái texture thì rõ ràng rằng là cả ba cái loại kem chống nắng mà mình vừa có chia sẻ từ đầu video tới giờ thì sẽ phù hợp đối với cả cái da dầu này của mình hơn. Bởi vì là trong em này thì cũng có một số những cái màng lọc, ví dụ như là Octinoxate này, Zinc Oxide này, Tinosorb S này, Uvinul A Plus này. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ có thể nhìn thấy rằng là cái nồng độ mà Zinc Oxide ở trong em này cao hơn em này rất là nhiều, và thực ra Zinc Oxide là một trong những cái màng lọc mà rất là tốt và rất là giúp ích trong cái việc chống nắng cho da. Điểm cộng của em này thì trong em này có iron oxide, thì iron oxide là một trong những cái chất mà giúp ích trong cái việc bảo vệ da của chúng ta dưới cái tác động của ánh sáng xanh. Còn trong em này hoặc là trong tất cả những cái loại kem chống nắng khác của Senka thì không có. Tuy nhiên thì bởi vì là cái texture của em này thực sự là nó không phù hợp với những bạn mà da dầu như mình, cho nên rằng là mình cũng sẽ bỏ qua em này. Đến với cả cái em cuối cùng mà mình có ở đây đó chính là cái em Perfect Clear Cleanser này. Nói chung đây là một cái sản phẩm mà khi mà mình nhìn vào thì mình thấy rất là hay, bởi vì cái packaging của nó cũng rất là đẹp này, và trong em này thì nó sẽ có hai cái lớp, đó chính là cái lớp sữa rửa mặt ở dưới và cái lớp dầu tẩy trang ở trên. Thế nên là nhãn hàng có quảng cáo rằng là đối với cả cái sản phẩm này nó là 2 in 1, tức là các bạn sẽ có cái bước tẩy trang và cũng như là cái bước rửa mặt ngay trong một cái sản phẩm này luôn. Mọi người chỉ cần sử dụng một cái sản phẩm này thôi là có thể làm cái double cleansing được rồi. Nghe thì rất là tuyệt vời đúng không? Trong cái quá trình đầu tiên khi mà mình sử dụng em này thì mình sử dụng nó như là một cái loại sữa rửa mặt bình thường, tức là mình dùng dầu tẩy trang rồi mình sử dụng em này. Thì lúc đó thì mình thấy là nó cũng ok, nhưng mà nói chung là cũng không có cái gì gọi là thích lắm, bởi vì rằng là nó không hề tạo bọt gì ở trên da mặt của mình cả. Mặc dù là mình vẫn có cảm giác là nó được làm sạch và nó không bị khô như một số những cái loại sản phẩm foaming cleanser của nhà Senka hoặc là các cái thương hiệu khác. Nó không bị khô quá, nó vẫn có một cái độ ẩm vừa phải ở trên da. Tuy nhiên thì mình vẫn thích là những cái loại sữa rửa mặt mà nó hơi tạo bọt một chút, và em này thì sẽ không thể nào mà sử dụng kèm với cả những cái loại máy rửa mặt được, bởi vì là nó không hề tạo bọt, kiểu nó cứ bị rít rít ở trên da á. Cho nên rằng là mình thấy nó cũng không có gì gọi là đặc biệt lắm về em này cả. Và hôm trước thì mình có thử sử dụng em này, chỉ riêng em này thôi, không sử dụng cái dầu tẩy trang lúc trước khi mà sử dụng sữa rửa mặt nữa, thì mình thấy rằng là nó ổn để có thể là rửa đi một số những cái lớp make up nhẹ nhẹ sương sương. Nhưng mà ví dụ đối với cả mascara thì nó vẫn hoàn toàn không thể nào mà có thể tẩy trang được cả cái lớp mascara. Cho nên rằng là hôm đấy mình sử dụng em này vào buổi tối, và đến sáng hôm sau mình vẫn cảm thấy kiểu cái lớp mascara ở trên cái lông mày, lông mi ở đó, thì đến ngày hôm sau thì mình vẫn cảm thấy được rằng là cái mascara nó vẫn ở trên lông mi, và sáng ngày hôm sau mình phải sử dụng dầu tẩy trang để có thể tẩy trang lại. Cho nên cái concept của cái sản phẩm này thì mình thấy rất là hay, mình rất là thích những cái gì nó tiện lợi như thế này, và chúng ta có thể là tiết kiệm được chi phí này, cũng như là tiết kiệm được thời gian này. Tuy nhiên thì nó chưa work, nó chưa có hoạt động được như những gì mà nhãn hàng mong đợi. Cho nên rằng là với cả cái sản phẩm này, nếu mà sử dụng nó như một cái loại sữa rửa mặt thì thực sự là mình cũng không có thích. Mà nếu mà sử dụng nó như một cái loại là vừa tẩy trang và vừa sữa rửa mặt thì chắc chắn là mình cũng không thích luôn. Cho nên đây là một cái loại sản phẩm mà mình sẽ không thể nào mà recommend cho mọi người, và mình cũng sẽ phải say bye bye với cả em nó thôi. Vậy thôi, và mình mong rằng là qua cái video này thì mọi người cũng đã có thể là lựa chọn một số những cái sản phẩm của nhà Senka để bổ sung vào trong cái chu trình dưỡng da của mọi người. Tất cả những cái sản phẩm mà mình đề cập trong cái video này thì mình cũng sẽ để link ở dưới cái phần mô tả, cho nên để mọi người có thể là xuống đó tham khảo và mua những cái sản phẩm đó. Bởi vì khi mà mọi người click qua những cái đường link đó thì đó là một cái sự ủng hộ về tài chính cho mình rất là lớn, để mình có tiền có thể là mua thêm những cái sản phẩm mỹ phẩm và review cho mọi người. Nếu mà mọi người thấy thích cái video này thì đừng ngần ngại cho mình một nút like, cũng như là subscribe vào channel của mình. Mọi người cũng hãy comment ở phía dưới cho mình biết rằng là nhãn hàng nào là nhãn hàng mà mọi người muốn mình làm cái series Buy or Bye này nữa nha. Và mình sẽ cố gắng để mua thật nhiều những cái sản phẩm của nhãn hàng đó để có thể review cho mọi người. Và mình cũng sẽ để đây một số những cái video về các cái chủ đề skincare mà mình đã làm, để mọi người có thể gặp mình ngay ở trong cái video đó. Để mọi người có thể gặp mình ngay ở trong cái video đó. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái video tiếp theo. Bye bye.